Coi chừng dây điện nha chú ơi. Giật luôn. Dạ. Phải anh kia chứ phải anh này. Không phải. Rồi xong cây me. Già quá rồi. Ủa còn nó nghiêng vậy, có mờ nó đắp dốc ra nó nghiêng mẹ đắp luôn xi măng lên trên dọn lên. Ừ rồi xong. Điều may may nó em tìm kiếm nó đổ từ từ hơn. May là đổ vào đây anh ạ, nếu mà đổ đúng rồi đúng rồi.